Xin chào bà con và các bạn xem đài. Chào mừng bà con và các bạn xem đài trở lại với kênh Bác sĩ Cây Trồng. Thì về trong canh tác thì việc mà sử dụng thuốc hóa học để phun trừ các loài sâu hại thì rất là quen thuộc rồi. Tuy nhiên thì cái hậu quả và cái tác hại của thuốc hóa học thì nó vô cùng là nhiều luôn. Thứ nhất là nó để lại cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên cái nông sản của chúng ta. Thứ hai là nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bà con. Thứ ba đó là nó sẽ làm cho cái dịch hại, những cái sâu hại của chúng ta nó quen thuốc và nó kháng thuốc đi. Thì hiện nay thì để giải quyết những cái vấn đề này thì nhiều nhà sản xuất đã cho ra đời những cái dòng sản phẩm thuốc trừ sâu sinh học. Nó vẫn có hiệu quả nhưng mà nó ít độc hại với người và ảnh hưởng đến môi trường hơn. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bà con và các bạn là cách chế tạo một cái loại thuốc trừ sâu sinh học từ rễ cây thuốc cá. Nó vừa có khả năng là trừ được nhiều loài sâu hại mà nó ít độc hại với môi trường và sức khỏe của bà con nông dân của chúng ta. Thì như thế nào, xin mời bà con và các bạn cùng theo dõi video. Thì để làm được cái thuốc trừ sâu từ rễ thuốc cá này, đương nhiên rồi, nguyên liệu của chúng ta là cái rễ của dây thuốc cá nha các bạn. Thì vì sao mà cái rễ cây dây thuốc cá này nó có thể trừ được sâu hại? Vì cái rễ cây dây thuốc cá này nó có chứa cái chất là rotenone. Thì đây là một hoạt chất được sử dụng để trừ sâu, có thể trừ được các loại sâu tơ, sâu xanh, các loại gầy và các loại diệp, nhện và bọ chỉ luôn. Thì cái cách mà để tạo ra cái thuốc trừ sâu từ cái rễ cây thuốc cá này như sau. Trước tiên là chúng ta sẽ cái rễ cây dây thuốc cá này nè, thì chúng ta sẽ băm nhỏ nó ra và sau đó chúng ta sẽ ngâm vào nước từ 6 cho đến 12 tiếng. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái nước đó, chắc lấy cái nước đó và chúng ta sẽ phun lên cây. Thì với cái liều lượng là từ 50 đến 100 gram cái thuốc cá mà này sẽ phun cho cái pha với cái bình là 20 lít. Thì ở đây do là mình sử dụng với cái liều lượng nhỏ nên mình sử dụng ít thôi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là mình sẽ băm cái rễ cây thuốc cá này ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đập, mình nhuyễn cái dây rễ cây thuốc cá này ra để cho những cái chất mủ bên trong của nó sẽ chảy ra. Đây, mình sẽ băm nhuyễn ra như thế này. Sau đó mình sẽ cho vào cái ca này, mình ngâm trong thời gian từ 6 đến 8 tiếng. Sau đó mình sẽ chắc lấy cái nước và mình đem đi mình phun lên cái cây. Đó, sau đó mình sẽ cho nước vào các bạn. Đó, đây mình cho nước vào như thế này. Thì ở đây nhắc lại với bạn một lần nữa, do mình sử dụng với cái bình nhỏ nên mình pha với cái liều lượng ít thôi các bạn. Khi bạn sử dụng với cái bình lớn, chúng ta sẽ pha với liều lượng nhiều hơn. Thì này, sau đó chúng ta sẽ ngâm từ 6 đến 12 tiếng. Thì chúng ta sẽ đem ra dắt lấy nước, cái nước của nó, và chúng ta sẽ trộn với nước, chúng ta sẽ đem đi phun nha các bạn. Thì sau khi mà cái dây thuốc cá, rễ cây thuốc cá này mình ngâm được 6 đến 8 tiếng thì mình sẽ vớt cái xác của nó ra, mình bỏ các bạn. Mình sẽ lấy cái nước này và mình sẽ pha vào cái bình để mình phun nữa các bạn. Do mình sử dụng bình nhỏ nên mình có không có sử dụng hết các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ đem đi phun trên cây của chúng ta. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình phun nha các bạn. Đây là cây nhãn của mình, mình sẽ tiến hành phun lên cây nhãn để trừ các loại sâu, nhất là cái loại sâu đục cân lá nhãn hay là các loại bọ chỉ và nhện nha các bạn. Đây, sẽ phun lên, phun đều lên các tán cây cho ướt cái tán cây của các bạn. Thì với cái tác động tiếp xúc và vị độc thì cái loại thuốc trừ sâu sinh học mà mình tự chế như thế này thì nó rất là có hiệu quả các bạn. Đây, mình phun vào những cái đọt non nè, bảo vệ những cái chồi non của chúng ta. Và một lưu ý khi bà con và các bạn phun thuốc đó thì bà con nên phun vào buổi sáng sớm hay buổi chiều mát, thì cái hiệu quả của thuốc nó sẽ cao hơn và nó ít cái thất thoát thuốc hơn nha các bạn. Đây, mình sẽ phun đều lên các tán cây hết. Bây giờ mình sẽ phun lên nha những cái cây cải của mình để trừ những cái con sâu.
Giờ mình sẽ phun lên những cái cây dưa leo mà mình trồng các bạn, để trừ các loài, nhất là cái con bọ chỉ và các loài sâu ăn lá các bạn. Con bọ chỉ rất là nguy hiểm, mình sẽ phun đều luôn, nhất là phun vào những cái đọt nữa các bạn. Thì những cái con bọ chỉ này thường là nó trốn trong những cái đọt nữa các bạn. Đó, mình sẽ phun đều lên cái tán lá cây của chúng ta đây nữa các bạn. Đây nữa. Đây là những cái cải của mình. Đó. Thì đó là những cái nội dung mà mình chia sẻ với các bạn. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của mình. Và đừng quên nhấn nút đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những cái video mới nhất đến từ kênh của bác sĩ cây trồng. Cảm ơn các bạn.